Tòa nhà Umeda Sky này không phải là tòa nhà cao nhất, nó chỉ cao thứ 7 tại Osaka thôi. Nhưng nó là tòa nhà có kiến trúc rất độc đáo và đặc biệt. Ấn tượng nhất đối với mình đó chính là hai chiếc thang cuốn đi lên và đi xuống này. Nó khiến mình cảm giác như đang ở đường hầm thời gian, cỗ máy thời gian, vượt qua thời không để trở về quá khứ hay đến tương lai vậy. Cái cảm giác rất kỳ lạ và bí ẩn. Các bạn biết không, Umeda Sky được hoàn thành vào năm 1993 bởi kiến trúc sư người Nhật tên là Hiroshi Hara. Và tòa nhà này hơn mình một tuổi đấy. Thật thú vị nhỉ.